tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết cô giáo minh của nhà văn Nguyễn Công quang Tác phẩm được nhà xuất bản Tân Dân phát hành năm 1936 và được đăng trên tiểu thuyết thứ bảy. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 7 Chương 17 Thuốc độc Mình rất buồn bã Đã ba hôm nay Xanh ốm mà chẳng được uống một hộp thuốc nào Và đã chẳng được uống thuốc thì chớ Bà Tuần lại không cho Xanh được yên tĩnh để nghỉ ngơi nữa Bà gọi người đến cúng Từ chập tối đến nửa đêm Trống mỏ khua in ỏi Mình không sao can nổi mẹ chồng Nàng đã giảng rõ cho bà biết rằng Chẳng qua chồng nàng phải cảm chỉ cần luộc quả trứng để đánh gió hoặc đun nồi nước để xong hoặc nửa mua dâm su chè giải cảm để uống cũng có thể khỏi được nhưng mà bà tuần nhất định không tin thế bà cả quyết rằng vì minh mà sanh bị ốm rồi bà lo lắng cuốn queo trịnh trọng sắm đồ lễ làm cho sanh cũng tưởng mình ốm nặng thật nguyên mấy hôm trước bà tuần cho sanh và minh cùng với vợ chồng trí đi chùa hương để cầu tự vì bà rất nóng ruột có cháu nội để ẩm nàng từ chối không đi vì nàng không tin nhảm mà nhất là thấy xuân nói chuyện rằng nhã cũng muốn tổ chức cuộc tiên ngoạn cảnh chùa hương nàng muốn tránh khỏi gặp nhã nàng muốn quên nhã để yêu sanh và yêu gia đình sanh hồi nhã bị thương ở cánh tay nàng đã có thể lãnh đạm mà không có một nửa lời hỏi thăm thì nàng thấy rằng nàng có thể đạt được ý mình đã định thế thì đi chùa hương rồi lỡ ra gặp nhã có khác nào tự nàng làm hại nàng hay không nhưng bà tuần có hiểu đâu thấy nàng từ chối bà mắng và giết móc xa xôi là không nghĩ gì đến gia đình bởi vậy minh bắt buộc phải đi mà chẳng những không sốt sắng thành tâm như mẹ chồng và chồng nàng cũng không dám coi như cuộc đi xem phong cảnh vì lúc nào nàng cũng len lét như chuột ngày cho nên từ hôm về nhà bà tuần vẫn hầm hực Nhất là khi thấy Minh dọn cơm mà quên không đặt thêm chiếc bát, đôi đũa. Hoặc khi nghe Minh nói chuyện với chồng, khen một vài cảnh sơn thủy nên thơ của chùa Hương. Đến lúc sanh kêu hầm hấp nóng đầu, thì thật không còn hối hận rằng mình quá thiên, bà đổ riệt tội cho Minh bán bổ. Trước thì Minh buồn, cho rằng mình chỉ bị nói khó chịu đến lúc sanh khỏi là cùng. Vì sanh cũng hơi sốt thôi. Nhưng sau, đầu sanh nóng hơn dần mình thấy món tiền sắm việc lễ tạ to Thì nàng giật mình Đến lúc bà Tuần nghiến răng trỏ vào mặt Minh mà sói móc Thì mình chỉ buồn cười thôi Thật là mở làm khổ chồng mở nhé Nàng không nhận tội ấy vì nàng không làm tội ấy Cho nên nàng vẫn như không Bà Tuần thấy nàng tươi tỉnh thì tức và nhắc lại câu ấy Kỳ đến khi nàng phát khóc mới nghe Quả nhiên Minh khóc và đáp ấm me Giá mẹ cứ nghe con Cho nhà con uống thuốc có lẽ không tốn kém tí nào Cho là nàng dâu nhạo mình Bà đập tay xuống bàn Mợ đừng nói láo Mợ muốn giết chồng mợ thì mợ cứ bán bổ đi Mình quệt nước mắt dịu dàng nói Bẩm con tưởng Nếu con chẳng thành tâm thì con bị trừng phạt Chứ thánh nào bất công Lại bắt chồng con ốm bao giờ Bà ba Tuần không thể nhịn được nữa Đứng phát dậy Nữ nhân ngoại tộc Nữ nhân ngoại tộc mợ đã hiểu chưa đồ ngu mợ tưởng mợ đã hay ho lắm để các ngài trừng phạt phải không đến ngày như ở nhà mợ có điều gì phạm lỗi thì tôi cứ căn sát cái thằng chồng mợ ra ấy chứ thôi thèm nói đến cái thứ mợ à mình ngắm nét mặt hầm hầm của mẹ chồng nàng mỉm cười và càng dịu dàng bẩm me con thấy nhà con bảo vì trời nắng mà nhà con không có ô che nên mới phải cảm Bà Tuần tức hơn Lấp bấp mấy tiếng rồi tiếp Thế sao tôi không phải cảm Mợ không phải cảm Mình không muốn để mẹ chồng tức hơn nữa Vì đuối lý Nàng trở vào buồn Vừa đi vừa nói Chỉ tại me Giá không vẽ ra đi chùa Thì việc gì thánh phạt Lúc ấy sanh đã thức dậy Chàng chỉ chợp mắt được một lát Khi trong nhà yên tĩnh mà thôi Mình thương hại chồng Đặt tay lên trán chồng Và khẽ hỏi để tôi mời ông Lan nhé Xanh đưa hai mắt nhọc mệt nhìn vợ đáp Nhưng nên giấu mẹ Tôi tưởng cậu yếu mà tôi mời ông Lan đến chữa thì can gì phải giấu Giữa lúc ấy bà Tuần vừa đến cửa buồn và đã nghe thấy hết cả Bà vội nói Thôi ạ, Mờ mời để mặt tôi ạ à. Thầy Lan chữa được bệnh chứ nào chữa được mệnh Nhưng bẩm me, nào thánh có phải là ông Lan Chẳng qua những người mê tín bắt thánh làm thêm việc ấy tức thì một quyển sách lăn suýt vào mặt của mình này lý sự này mình tránh được chạy ù ra mất xanh sợ tái mét mặt lại gượng ngồi nhổm dậy ba tuần gục vào bàn khóc rước những ngữ này về thật là khổ Dậy lắm cũng thế thôi xanh nhăn nhó can mẹ thưa mẹ con xin mẹ tha thứ cho nhà con khổ lắm mẹ biết rằng con sẽ ốm thêm về vợ con xanh an ủi không mẹ à Mẹ không nghe nhà con thì thôi Việc gì mẹ phải khóc lóc tức tối Nhục nhã quá Thế thì cúng cấp ở nhà cũng bằng không Nói xong bà thở dài Quể quải đứng dậy Rồi gọi thằng xe kéo bà đi lễ Nhân mẹ chồng đi vắng Minh vào buồn Buồn rầu than thở với chồng vài câu Rồi nàng quả quyết Câu à tôi cứ đi mời ông Lan đây Rồi may mắn chửi sao tôi cũng chịu Tôi không thể làm thinh để me nhắm mắt tinh săn được Xanh thở dài Mình khép cửa cẩn thận rồi đi Một lát ông Lan đến bắt mạch kê đơn Đoạn mình thân hành lên hiệu bào chế Nhưng trong khi sắc thuốc thì bà tuần về Bà trông thấy hỏa lò và siêu Thì bà giận đầy ruột Bà dơ chân đạp vỡ tứ tung Và la ó âm mỹ Bà đã đi lễ về Bà đã xin cho con bà được một bát thuốc thánh Mình thất vọng Lên gá ti tỉ khóc Bà Tuần bưng bát tàng hương nước thải vào cho Xanh và Âu Yếm nói Mẹ kêu mãi ngài mới cho đây, cho nên uống ngay. Xanh nhìn bát nước lã ngần ngại nói Con sợ nước lạnh lắm mẹ ạ. À. Bà Tuần dỗ Con cố đi, nó hay về cái lạnh. Con vợ con bán bổ thế mà ngài biết. Sao mẹ lễ tạ mãi, ngài mới ban cho đấy. Mẹ cho con uống thuốc chén Nếu không khỏi hãy hay Bà Tuần sợ hãi trợn mắt Chết sao con nói càng thế Mẹ đã kêu rồi Ngài không cho uống thuốc đâu Nói xong bà Tuần bưng cái bát Kề tận miệng xanh Xanh thét nấy mặt nặng nề của mẹ Chàng không nở từ chối Bèn ưng ức uống Nhưng một giờ sau Xanh đâm lưỡi đen Bà Tuần và Minh cuốn quýt Hai người cùng nước mắt chạy quanh rồi nghĩ ngờ một lát bà gọi minh đập tay xuống giường vật vã nói thôi phải rồi chỉ tại mợ tại mợ dám mời thầy lan ngài đã bảo không chữa với trần kia mà minh chán ngán gục mặt ngồi thường ra bà lại gắt thế mợ không thèm cựa cậy phải không nói đoạn bà quẳng hai hào vào mặt minh sai đi mua vàng hương để bà đi tạ lễ chờ bà ra khỏi nhà minh tức tốc đến mời một ông chú họ rất giỏi thuốc nàng nói thật hết các chứng bệnh và cách chữa của mẹ chồng để ông kê cho đơn khác. Nàng khuyên chồng: hãy chút nữa mẹ có cho cậu uống gì thì cậu chớ nghe nhé. Sanh nhọc mệt nói liếu diếu, tôi có muốn nghe mẹ đâu. Rồi Minh lại đi sửa soạn đồ đạc để sắc thuốc. Nàng căm giận sự mê muội nó làm cho bà Tuần không biết suy xét gì. Nàng lại lo, nổi lỡ ra Sanh có mệnh hệ nào thì không biết người ta đổ cho ai là thủ phạm. Nàng đùm thuốc rõ màu để chồng uống trước khi mẹ về. Thì may quá nàng được tội nguyện. Minh bưng thuốc lên, thấy mặt chồng lợt lạc. Nàng đỡ chồng dậy và vui vẻ nói. Cậu nên uống ngay, kẻ me về. Xanh bưng bát thuốc, vừa để kề miệng thì tiếng dây bà Tuần đã lẹp kẹp ở nhà ngoài. Minh dục, uống đi. Nói đoạn nàng đưa chồng cầm bát, chạy vội ra ngoài lên gác trốn biệt. Bà Tuần cũng bưng một bát nữa vào cho Xanh. Khi bà thấy hơi thuốc sặc sụa và Xanh đưa ngửa cổ để uống. Bà kinh ngạc chạy vội lại giật ra và hỏi Đứa nào cho con uống đây Rồi bù lu bù loa Bà thét gọi Minh Nhưng Minh nhất định không thừa Bà khóc Nó cố làm hại con mà Con không biết Xanh đáp Mẹ đừng nên nghĩ quá Mẹ yên cho con uống nốt vài hôm nữa Bà Tuần giữ chặt lấy bác Thế này rồi mẹ cũng đến ốm mất Xanh đáp Thưa mẹ Mẹ cứ yên lòng Không Ngài quở Ngài phạt me Me đắc tội với ngài Sanh mệt quá Từ từ nằm ngã xuống Bà Tuần nói Ra con không vâng lề me Mà nó bảo con gì con cũng nghe Bệnh này uống thuốc thì oan gia Nói đoạn bà dí bắt thuốc gần mũi Bỗng bà đổi sắc mặt gọi Sen Con sen hớt hơ hớt hải chạy vào Bà dục Mày đi cạo tí mùng thớt Mang lên đây cho tao Sanh nói thôi mẹ đừng bắt con thế để con nôn thuốc ra mà uống cái này mẹ cho con uống gì ngài cho chứ mẹ biết gì mà cho xanh ngựa ngồi dậy bà tuần lại ngửi thuốc rồi ngờ ngợ nói quái mùi nó thế nào ấy rồi bà bỗng lo sợ bà vật vã con dại dột quá nghe vợ con con ấy chúa là độc ác mà con không biết thế nó mời ông lan nào cho con thưa mẹ Ông Bảy là chú nhà con Bà trợn mắt Phải rồi Thôi nguy đến nơi rồi Thế con không biết nó không thiết đi cầu tự à Nghĩa là nó không muốn có con Nghĩa là nó muốn cho nhà ta tuyệt tự Nghe chưa Xanh buồn bã thở dài Bà Tuần lại hò mùng thớt Và nói với Xanh Bà con cũng bạo lắm Con không biết chú cháu nó bảo nhau Cho con uống thuốc gì à Xanh ngạc nhiên nhìn mẹ Bà lại nói Giá là thuốc chữa bệnh thật Thì cũng phải chính tay me sắc Me mới dám cho con uống Sao ạ à? Bà Tuần cười thương hại Dĩ tai con Mẹ ghi lắm Sao nó không mời ông Lan Lại nhờ chú nó Tức là có sự bí mật Xanh ngớ mặt Bà lại nói Biết nó là thuốc gì Ngộ là thuốc độc thì sao Xanh xám mắt lại Nằm lả xuống giường Bà Tuần sụp xịt rồi chợt nghĩ ra Bà bảo Được để mẹ thử xem Dứt lời bà gọi mình Mình ở trên gác rón rén xuống Bà Tuần ngọt ngào nói Cậu nó yếu mà mở trong nôm săn sóc Thật là tốt bụng Nhưng đổi ngày ra sắc mặt giận dữ Nghi ngờ bà hỏi Thế những bả thuốc mở có giữ lại không Mình ngạc nhiên đáp Bấm me con đổ cả đi rồi Bà Tuần liếc nhìn xanh kinh hãi rồi đứng phắt dậy bà trỏ bắt thuốc và bảo mình thế thì mở uống nốt ít thuốc này đi cho tôi xem mình thấy chồng trong mình chồng chọc và có vẻ sợ hãi thì càng ngơ ngác bẩm me thuốc của nhà con chứ có phải thuốc của con đâu à bà nhìn xanh khóc đấy mẹ đoán có sai đâu đoạn bà xám xịt mặt lại quá mở phải uống để tôi xem mở cho nó uống thứ thuốc gì nào cho mở biết tay tôi mình hiểu ý nhìn mẹ mỉm cười rồi uống tự nhiên như không. Ba tuần bà Tuần và Sanh nhìn Minh rồi nhìn nhau. vậy mà thấy Sanh uống mùm thớt lại không nôn được thì bà vẫn lo, lo suốt cả đêm. đến nỗi nằm ngủ bà giật mình thon thót, lo đến tận hôm sau Sanh cất cơn. Chương mười tám những mối nghi ngờ. vì việc cho Sanh uống thuốc mà Minh được chồng tin cậy nên nàng càng tin ở các kết quả của những sự hành động của nàng. Thỉnh thoảng nói chuyện với Xuân, nàng vẫn tỏ ý hối hận vì một suýt nữa thì nàng quá nóng nảy mà làm hại đời nàng và gia đình nhà chồng. Thỉnh thoảng nàng nghe lỡm thấy những người họ nhà chồng nói chuyện với mẹ chồng, khen nết ăn ý ở của nàng. Và một đôi khi, Trí cũng ca tụng những đức tính của nàng với sanh, thì nàng thấy vui sướng lạ lùng. Nàng mỉm cười nghĩ, chỉ cầu được cái vui sướng về tinh thần mới khó. Bởi vậy nàng không hề để ý đến những điều cư xử trái ngược của mẹ chồng nữa Nàng cần suy xét xem bà phải hay trái Có thế thôi Nhiều lúc nàng lấy việc suy xét làm tiêu khiển Nàng cho là ở đời không có việc gì khó cả Đối với mẹ chồng cai nghiệt nhỏ nhàng như bà Tùng Mà nàng còn chịu được còn thắng được Thì nàng mới thấy sự nhẫn nại đáng quý biết chừng nào Nếu nàng không nhẫn nại Có lẽ cuộc đời nàng đã xoay ra mặt khác Mà biết đâu Nàng lại hứng lấy những cái khổ khác Mà dù nàng có được sung sướng ra chăng nữa Chắc rằng nàng cũng chỉ sung sướng lấy riêng mình Chứ không ai được vì nàng mà sung sướng Nhưng nay một vài người họ đã bằng lòng nàng mà quý mến nàng Oanh đã cảm thương nàng Sanh đã không ngờ vực nàng Thế là đủ Dù bà Tuần có ghét, có nghi nàng Nhưng nàng không quan tâm lắm Bà là người phái cũ Cái ốc cổ hủ khó làm gột rửa được thì nàng cũng không cần Và nàng không đáng ghét Không đáng nghi Thì nàng còn e ngại nổi gì Nhưng đối với con dâu Bà Tuần vẫn không bỏ được cái lối làm mẹ chồng của bà Bà vẫn than vãn với người khác là Minh hư đốn Không biết gì cả Một hôm đi phố Bà bắt gặp Minh đương rảo cẳng Ra ý hớt hải thì bà giận lắm Một lát sau bà bắt thằng xe kéo theo Để dò xem mình đi đâu mà dám tự do thế nhưng bà không thấy hút nàng đâu nữa Xong khi Minh về nhà Bà vẫn như không Không hề đã động đến việc ấy Bà nghi con dâu có nhân tình tên là Nhã Bà vẫn dò la Nhưng chưa bắt được quả tang Hôm sau Nhân Minh đi chợ Bà cho gọi quanh về Và cùng cả xanh lên gác bàn việc Bà buồn rầu hỏi xanh Tối hôm qua Mợ ấy đi đâu Cậu có biết không Xanh ngơ ngác Con không biết Bà nghiêm nghị nói Không thể thế được Mẹ hỏi con vú nó nói là mở ấy về nhà mở ấy Nhưng không phải Mẹ gặp mở ấy ở hàng bông Xanh cắn môi nghĩ ngợi Oanh hỏi Thế hôm qua anh không có nhà à Xanh đáp Anh đi chơi với anh Trí Bà Tuần cười lạc mát mẻ Con mà cứ tin con mẹ ranh ấy Có ngày thì mất vợ con ạ à. Xanh ngậm ngùi nói Mẹ nghĩ quá chứ đời nào Nhà con có người bạn thân tên là Xuân Có lẽ lại chơi đấy Bà Tuần gật gù Con Xuân thỉnh thoảng đến đằng này ấy phải không Mẹ xem nó không tốt Nó còn phải cấm nó không được bạn bè với con Xuân nữa Oanh càng Mẹ nghiệt quá thế Mày đừng dạy khôn tao Về nhà mày dạy mẹ chồng mày Oanh cười Tại mẹ nghiệt với chị cả Nên con phải trả nợ cho mẹ đấy Láo nào con thấy chị cả cũng khá tốt bụng Và chị ấy làm dâu me đã lâu rồi Thì me chớ nên hà khắc quá Kẻo họ hàng kêu Bà Tuần mắng Chúng bay cứ bên nó Rồi tao tìm được chứng cớ Lúc bấy giờ chúng bay mới trắng mắt ra Tao bảo nó có nhân tình Chính còn đọc nghe thấy nó gọi nhau Thế mày cãi nữa đi Đồ này tao xem ý nó khác lắm Như nó mưu mô làm việc gì kín Quanh cười không đáp Xanh ngồi vắt chân chữ ngủ chống tay vào trán trầm ngâm Rồi bỗng thở dài Xanh đứng phát dậy đi bách bộ quanh phòng Ba tuần nhìn theo con đắc chí bèn đi xuống nhà dưới Trên gác còn một mình Xanh và Oanh im lặng Hai người cùng buồn bã Một lát Xanh hỏi Cô nghĩ thế nào? Em không ở nhà luôn nên không thể biết đích xác được Anh không muốn nói với mẹ những điều anh biết về chị Vì anh thấy mẹ nhiều lúc trái quá anh biết những gì anh không hiểu làm sao một hôm anh thấy chị ấy có hai chục bạc trong túi oanh cau mặt nghĩ ngợi rồi nói sao anh không hỏi có chị ấy bảo của cô xuân gửi thế thì vô lý thật chị ấy làm gì mà có tiền xanh gật đầu phải thế thì tiền ấy ở đâu anh đã hỏi dò ý me nhưng không thấy me mất mát gì cả oanh yên lặng một lát rồi thở dài nếu thế thì chị ấy rồi sực nhớ ra Xanh nói Cô ngờ không quan đâu Một hôm chị ấy buồn quá Anh hỏi gì cũng không nói Thì ra bây giờ anh đoán ra là cái thằng nhã ấy Đã gặp chị ấy ở phố Mà quyết rằng hai người nói chuyện với nhau Quanh giật mình Vậy à anh bắt được Xanh vừa nói vừa nghĩ Để khớp những mẫu chuyện con Cho thành một chuyện dài có đầu đuôi Anh không bắt được Vì anh không ngờ Anh chắc rằng lúc ấy hai người đang tình tự cùng nhau thì thằng Nhã nhát trông thấy anh Vội vàng ù té chạy Đến nỗi đâm cả vào xe đạp người ta Mà bị thương Oanh gật gù Thế thì còn phải nghi ngờ gì Sao anh để yên được đến bây giờ mà không nói Tại anh tin chị ấy quá Nên không nghĩ ra Hôm nay nhân mẹ nói anh mới nhớ lại việc cũ Bởi vì hôm sau anh thấy chị ấy buồn Mà ở Nhật Trình thì đang có người tên Nhã bị thương ở tay Nhã đây là mở báo tuổi trẻ Là tờ báo có bài thơ khóc bạn mà tác giả là Trần Văn Nhã đó. Anh quyết hai vị có liên lạc với nhau. Nói đoạn xanh xuống buồn, lục đóng nhật trình cũ đưa cho Oanh xem bài thời sự ấy. Đọc xong anh thở dài. Phải rồi, nhật trình người ta nói rõ quá, cứ xem câu này thì biết. Rồi anh đọc to. Ông chỉ mang máng rằng lúc cái xe đạp bấm chuông ở sau lưng thì ông có nghe tiếng, nhưng không hiểu sao ông không nghĩ đến việc tránh và ông chịu hoàn toàn lỗi ở ông. Chúng tôi rất lấy làm lạ Sao ông Nhã lại có cái phút vô ý, đảng trí đến như thế? Phải, thì nó khoảng, nên nó cuốn lên mà lại. Thế là lúc gặp chị ấy, anh thấy nét mặt chị ấy thế nào? Xanh cố nhớ lại việc cũ đáp. Phải, chị ấy hớt hơ hớt hải, mà thằng xe thì chưa kịp chạy một bước nào. Thế hẳn chị ấy mới bước lên xe à? Xanh gật đầu, oanh hỏi. Anh trông thấy chị ấy từ đằng xa chứ? Không, anh vô tình... Nên lúc đến trước mà chị ấy anh mới trông thấy Em như anh thì em vờ trốn đi Xanh nhăn nhó dậm chân xuống phát gác Khổ quá nào ai ngờ Hôm ấy me cho chị lại đằng nhạc cô Gọi cô về có việc Mà trong khi ấy thì tự nhiên cô đã về đây rồi Thấy chị đi mãi me mới bảo anh đi tìm Thì đến giữa đường anh gặp chị ở đấy Nên vội bảo về ngay Quanh thở dài À ra từ hôm ấy gớm Ra họ coi trời bằng vung thật hẳn là họ dắt nhau đi chơi phố rồi cái nghề gian dảo thì hay phòng xa nên họ trông thấy anh một đang chạy còn một đang nhảy lên xe cho mất tích ra họ khôn nhưng họ không ngoan sao không dắt nhau đi phố vắng nhỉ mà giá lúc ấy xe chị ấy đương chạy thì anh không ngờ và có lẽ anh không trông thấy nữa lúc anh gặp chị có nói gì không ta có thể suy câu ấy thì biết sanh nghĩ một lát bỗng trợn mắt thôi đích rồi anh thấy chị ấy có vẻ luống cuốn Đang quay mặt nhìn chỗ xảy ra tai nạn Và thằng phu xe thì nói câu gì về cái nạn ấy Anh quên mất Chị ấy thấy anh vờ vô tình Bảo anh lại chỗ đông người xem cái gì Nhưng anh không lại Không Rồi lặng im một lát xanh tiếp Mẹ bắt gặp chị ấy hôm qua Mẹ lại bảo độ này xem ý chị ấy khác Như mưu mô làm một việc gì kín Anh cũng thấy thế Anh thử nghĩ kỹ lại xem nào Xanh đào đớn cắn môi rót nước Vừa uống vừa lờ đờ nhìn lên Trần, rồi nói Hôm nọ, chị ấy bảo anh rằng xin phép me cho chị ấy đi dạy học tư Anh xua tay Chớ, chớ, thế anh có bấm me không? Có Me bảo sao? Me bảo để xem đã Thôi, rồi em bấm me mới được Đang lúc thế này, còn thả chị ấy tự do đến đâu nữa? Chị ấy thỉnh thoảng thấy me kêu túng, thì anh cho là muốn đỡ me Không phải đâu hơn tuần lễ này anh thấy chị ấy hớn hở vui vẻ lắm Chị ấy bảo có một chuyện muốn bàn với anh nhưng rồi lại thôi Lắng tài nghèo oanh cao mặt Rồi anh thử gạn hỏi xem chuyện gì nhé Anh đã cố hỏi nhiều lần Nhưng chị ấy cứ cười không nói Vậy anh phải giữ gìn kiển thận Chị ấy nói câu ấy từ hôm nào Sau hôm bảo vài ngày Anh còn nhớ Thấy bảo mà chị ấy hớn hở vui vẻ được à Người ta thì bị đổ cửa đổ nhà Đói rét Mà chị ấy cười cười cái khổ sở của người khác sao anh không đưa cho chị ấy xem những ảnh chụp cảnh bảo in ở trên báo anh định đưa nhưng tờ báo ấy vì có đăng kết quả cuộc sổ số, số nên rồi ai mượn anh quên đi mất oanh thở dài nếu chị ấy hư thì thật nhà ta đốn quá nhiều khi chị ấy lại bảo anh rằng thỉnh thoảng chị ấy có đi chợ lâu về mà mê mông thì nhờ chống chế hộ oanh trợn mắt ồ đấy chị ấy lại nói nếu khi nào chị ấy đi đâu có việc riêng mà mẹ hỏi thì anh nói dối hộ là anh bảo chị ấy đi. Oanh nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Được, ta cứ lờ như không biết, đừng cho chị ấy thấy ta nghi ngờ gì thì mới dò dễ." Rồi Oanh dĩ tai nói nhỏ với Sanh, Sanh nghiêm mặt gật gù. Đoạn Oanh nhìn Sanh nói to: "Anh cũng khuyên cả mẹ thế nha, thế nào cũng mắc." Vừa nói xong bà tuần ở dưới nhà gọi: Cô đốc đâu rồi Chị cả mua rau non đáo để Hoành thấy mình hỏi giọng mừng rỡ Cô đốc đâu Hoành nhìn xanh Gớm không khôn khéo chưa Rồi thở dài nói to Em đây Chị đi chợ về đấy à Hoành thông thả xuống nhà Thì Minh đã chạy vội lên gác Xanh ngồi tựa vào lưng ghế Cục mặt xuống căm hờn Chương 19 Món tiền họ mình nhân lúc anh về nhà Và chờ lúc mẹ chồng Chồng cùng em chồng nói chuyện riêng với nhau Ở trên gác Nàng bèn lẻn đến nhà thẩm Thấy thẩm mặt mũi hốc hác bơ phờ Nàng động lòng thương Nhưng nàng nhăn nhó nói Tôi trốn mẹ đến đây để nói với chú một tỷ việc Thẩm ngạc nhiên hỏi Việc lành hay việc dữ Chị cứ nói Mình làm bộ mừng rỡ đáp Việc lành cho tôi mà chẳng lành cho chú Rồi Minh ngồi nghiêm lại nói Chú ạ à, Đáng lẽ tháng sau dốc ống họ Tôi phải chồng cho chú 400 Nhưng mà Nàng thở dài Ngậm ngùi nhìn thẩm Thẩm vẫn yên lặng Nàng nói tiếp Nhưng mà chỗ chú với tôi tôi mới dám thế Chú cho tôi chịu được không Thẩm nhăn mặt Minh nói Chú là gì cảnh đi làm dâu của tôi Mẹ bắt tôi trông nôm cơm nước Và mua bán những thứ vặt vảnh trong nhà Mà chỉ cho tôi có 20 đồng một tháng Chú tính phải làm sao đủ được Thành thử tháng nào tôi cũng phải bù ngót 10 đồng Thẩm có ý giận nói Chị nói dối mẹ đằng nhà thiếu gì của Và chị tiêu gì hết cả 400 Mình lại thở dài Nếu me như người ta tôi đã làm gì đến nổi Giá tôi vẫn được đi làm Có đồng ra đồng vào Chắc tôi chưa phải nhỡ nhàng như thế này Từ ngày tôi hai bàn tay trắng Thì xảy ra ở bên nhà tôi Nhiều việc chi tiêu bất thường quá Vừa rồi có người bà con bị bảo Làm khánh kiệt gia tài tôi phải giúp đỡ ít nhiều Cho nên cả bác họ của chú tôi trót tiêu hết Thẩm im lặng một lát rồi ngất đầu lên hỏi Hay là nhà tôi biết mà đòi chị Nên chị giấu tôi Không phải tôi có nói cho cô ấy biết tí nào đâu Chính là tôi tiêu hết Nếu chú không thương tôi mà mách me Hay làm tình làm tội gì Tôi cũng đến phải chịu Thẩm ngẫm nghĩ rồi nói Chị cũng nên biết rằng tôi nợ Mình đáp Có nhưng mà đó là vì chú chơi bời bây giờ tôi xin chú bớt chơi bời mà cho tôi vay để tôi làm những việc không trái với lương tâm tôi thôi cũng như chú bớt tiêu phí phá mỗi tháng một tí để giúp tôi làm những việc có ít đôi chút thậm vân ra dáng không bằng lòng đáp chị ạ à, bất nhật tôi sẽ phải ngồi tù nợ và mất việc làm minh kinh ngạc chú nói đùa thật vậy chỉ biết đâu tôi tai hại vì nhà tôi nhà tôi làm tôi điêu đứng làm tôi không biết cái thú gia đình là gì nữa mà càng ngày càng tệ Chỉ vì tôi có đôi chút lương tâm nên không nở xử tàn nhẫn Chứ như vào gia đình khác Cứ những thói đại cát chua ngoan Nhà tôi hẳn được nhiều bài học nên thân rồi Mình lắc đầu cười Chú chỉ ghét cô ấy về cái xấu Không biết ăn mặc Còn tính nết chú không thấy cô ấy khá hơn trước hay sao Thẩm gật Có nhưng chỉ được từng lúc Tôi chán quá Tôi sợ dĩ sinh ra chơi bời quen thân Là do ở vợ tôi Bây giờ tôi nợ nhiều Nếu chị tiêu mất món tiền của tôi Thì tôi làm thế nào được Mình cười nói đùa Vừa rồi tôi nghe chú trúng số kia mà Nào có trúng Mình lại nghiêm trang Nhưng giá chú có tiền Chắc gì chú dùng để trả nợ Tha rằng chú cho tôi chịu lại để tôi đỡ lo Cảnh chú cũng như cảnh tôi Hai người bị đau đớn Không biết thương hại lẫn nhau hay sao Thẩm cảm động không đáp Mình vui vẻ nói Chú bằng lòng vậy nhé thẩm cười lạc chả bằng lòng tôi làm gì chị vâng thật đấy chú muốn bỏ tù tôi thì bỏ chứ bắt tôi chồng họ thì đến một trinh tôi cũng không còn nhưng chị hẹn tôi đến bao giờ tôi chưa dám hẹn trước sao không có ngày tôi nộp chú phân miên nếu chú tin tôi rồi tôi dựng bác họ sau này chú cứ đóng cho như trước thẩm không trả lời nghĩ ngợi một lát rồi hỏi mẹ có lắm tiền không hả chị mình lắc đầu Tôi không rõ Hẳn là cô ấy biết hơn tôi Rồi nàng lại kéo câu chuyện vào đầu đề Chú cứ đóng nói họ cho tôi nhé Thẩm nghĩ ngợi Thật không ai lại vô lý hơn tôi Đối với vợ tôi không thò ra động xu nhỏ Mà đối với chị dâu vợ Tôi để cho tiêu đến ba bốn trăm Mình mỉm cười Tôi biết lòng chú đối với tôi Tôi rất cảm động Ở bên nhà tôi cũng truy chỉ trọng có một mình chú Nói xong mình vui vẻ cáo từ ra về Đến nhà nàng thấy chồng đưa ngồi với Trí Hai người nói chuyện với nhau về cuộc sổ số tuần lễ trước Việc không can thiệp đến nàng và Trí không cùng đến với vợ Nên nàng chỉ chào qua bạn chồng Rồi đi tuột vào buồn Dở bút giấy ra tính toán các việc Nhưng ở nhà ngoài Xanh với Trí cười nói ồn ồn Làm cho nàng cũng phải lắng tai Hai người đương phận phạo đặt mình vào địa vị Những người trúng các số lớn Bỗng Trí hỏi Thế mà con số trúng một vàng không biết về ai báo đang chưa thấy người nào ra lĩnh món tiền ấy mình mỉm cười một mình rồi đứng dậy đi ra trí thấy nàng nói đùa tôi tưởng anh chị trúng số một vạn tôi lại mừng đây bởi trí đi lại với sanh rất thân nên từ bà tuần cũng coi như người nhà vì vậy mình không phải e lệ lắm nàng bèn đáp vâng nếu chúng tôi được số hôm nay anh đã chẳng tìm thấy chúng tôi sanh cười trí hỏi anh chị đi đâu nghĩa là chúng tôi giàu chúng tôi phải tránh hết các bạn nghèo Nói đoạn nàng trở vào Xanh và Trí nhìn nhau cười ngặt nghẹo Mình lên gác Thấy bà Tuần ngồi phục vị Hai tay chống cầm Chăm chú nghe oanh đọc tờ báo tuổi trẻ Nàng vừa đến nơi thì oanh im Lâu này nàng vẫn nhận được báo tuổi trẻ Nhưng nàng không đọc Nàng chỉ nhìn qua các đầu bài và tên soạn giả Nàng vẫn thấy có tên nhã Và một trang đăng tên Những nhà từ thiện đã có hảo tâm cúng tiền Để làm giả lữ viện ở hai phòng xong nàng không hề xem một bài nào, nàng lại nghe xuân nói chuyện nhã, Độ này hay đua anh em chơi bời, nay nhảy đầm mai cô đào, mà chỉ thích cờ bạc thuốc sái, nên nàng cũng thương tình, nhưng biết làm thế nào? người ta có thể vì cảnh ngộ mà đổi tính, xong có phải vì nàng mà nhã sinh ra thế không? nàng đã nghĩ ngợi suy xét, nàng quyết là không, vì nếu bảo nhã tuyệt vọng vì không kết hôn được với nàng, chắc chẳng đợi đến bây giờ nhã mới đâm hư được mình đến gần oanh thân mật hỏi cô đọc truyện hầu me đấy à bà tuần lãnh đạm nhìn minh chẳng nói chẳng rằng bà ngồi nhổm dậy bảo oanh thế nào cô đọc lại chỗ ấy me nghe lượt nữa minh hơi chột dạ oanh nói chị ạ à, bài này người ta viết khéo đáo để liếc mắt nhìn minh thấy đầu bài là ông giáo oanh và tác giả là trần văn nhã nàng lặng người giữa lúc ấy bà tuần và oanh cùng đưa mắt trong nàng Nàng phải cố điềm nhiên Oanh đọc Giá tôi làm giáo học thì vợ tôi Người ta không gọi là mợ cả Mà gọi là bà giáo Thì danh tôi có Vợ tôi cũng được thơm một phần Lương tôi lĩnh Vợ tôi cũng được tiêu một nửa Xong cho vợ được nên bà nọ bà kia Tôi phải hò hét vất vả lắm Nhưng giá tôi không làm giáo học Tôi cứ lười biếng học hành và trượt thi Mà cố kết hôn được với một cô giáo thì người ta không gọi tôi là cậu cả nữa Mà gọi là ông giáo Thì danh vợ tôi có Tôi cũng được che tàn Gạo vợ tôi kiếm Tôi cũng ăn kẹ để no một đời Vậy tôi được công thành danh toại Mà không phải học hành vất vả Không phải hò hét sái quai hàm Ông giáo oanh Không những thứ năm ông nghỉ chủ nhật ông nghỉ Mà thứ hai thứ ba Thứ tư thứ sáu thứ bảy Ông cũng không đi ra trường Vì bà giáo nhà ông đã dạy học ở trường con gái À Dạ bây giờ tôi gọi là mê sự nam Thì đố các ngài biết tôi nói ai đấy Nhưng mà nói tên ông giáo oanh Thì hẳn ai cũng quen tai Mà biết ngay là Ông chồng cô giáo oanh Ông giáo oanh không năng đi lại Với các bạn đồng nghiệp ở bên trường con trai Vì ông cho là các ông ấy là ông giáo khác ngạch Cả ngày ông săn sóc Dọn dẹp các việc trong cửa nhà Trông nơm con cái Thường ông tự bái phục ông là người nội trợ giỏi mình không dám ngồi lâu Bèn đứng dậy Oanh nói Hãy nghe nốt đoạn dưới chị Mình mỉm cười Tôi bận cô à Oanh liếc bà Tuần rồi nói Mẹ à sao người ta lại lấy tên con nhỉ Đoạn nàng cười Gớm giá chị cả còn đi dạy học Chắc người ta gọi anh cả là ông giáo Miên đấy nhỉ Mình biến sắc mặt Oanh lại nói Nhưng mà người ta nói cũng có ý lắm Không muốn nghe thêm Mình xuống dưới bếp Rồi ra gác sân đứng nàng không dám ở nhà dưới vì nếu ngồi trong buồng nàng sợ bà tuần ngờ nàng trốn việc đi nằm dù có khi chẳng có việc gì nếu nàng ngồi nhà ngoài thì ở đó chồng nàng đang có khách tuy trí là bạn thân và ít lâu nay có vài bận sanh bảo nàng tiếp trí hộ để chàng lên gác có chút việc bận nhưng lần này nàng không dám quá tự do đứng ngoài sân nàng thờ thẫn nhìn cảnh bao la mà thần trí mang mát vùng trời trong xanh những đám mây bạc lơ lửng rồi tan hợp mái nhà xám chiếc cao chiếc thấp trông cứng cỏi mà buồn rầu nàng chán nản ít lâu nay nàng ước mong được thấy phong cảnh trốn thôn quê một cánh đồng rộng bát ngát im lặng đưa quanh mình những mùi bông lúa thơm ngào ngạt nàng thích nghe những tiếng sột so soạt của đàn châu chấu nhảy cọ càng vào lá nàng thèm ngắm cái rặng núi biếc lô nhô ở chân trời mà tà dương nấp ở sau tóe ra những tia hồng hình giải quạt như chợt tưởng tượng đến cảnh bảo vừa rồi Rượu nương nhà cửa tan tành Nàng động lòng thương những người bị nạn Nàng lấy làm giận nhã Không để thì giờ viết phím Mà hô hào tổ chức những việc nghĩa Nàng thở dài Xong nghĩ đến món tiền 400 của thẩm Mà nàng nói là trót tiêu Nàng mỉm cười phục thẩm là có lòng tốt Đã chẳng giận giữ nàng một chút nào Trường 20 Những giọt lệ quý hóa Bà Tuần ngồi thừa người ra Đang tiếc ngẩn tiếc ngờ cái đồng bạc Bà vừa bỏ ra để quyên cho dân bị bảo Một lát bà gọi xanh bảo Thôi bận sau thì đừng dạy mà cho người ta vào nữa Cứ bảo mẹ đi vắng Xanh an ủi Thì việc nghĩa mẹ tiếc làm gì Cũng như mẹ bỏ ù một ván thôi mà Bà gắt Nhưng bỏ ù còn được đánh Chứ cho thế này ai được đánh Bẩm me đó là việc phúc đức như đi lễ vậy, bà càng tức, đi lễ còn được phúc thật, chứ đằng này thì được phúc gì? Thôi tôi không cho cậu lấy vé đi xem diễn kịch nữa." Xanh cười, người ta còn cúng trăm cúng nghìn cũng chẳng tiếc mà mẹ mới bỏ ra có một đồng bạc, mẹ đã kêu ra kêu vào. "Vì người ta ngốc, cậu nghe chưa? Con tưởng nhờ trời nhà ta có của thì mẹ nên làm những việc nghĩa, vừa được phúc vừa được tiếng." Phúc gì? Vả ai khen Thưa mẹ, hôm qua báo vừa đăng rằng Hội đồng cứu tế mới nhận được cái măng đa 5.000 của người vô danh ở Hà Nội Cũng giúp dân bị bảo Đấy, mẹ xem, người ta còn cao thượng thế được kia mà Bà chép miệng Bà mà có 5.000 thì bà không dạy thế Bà mà bỏ ra 5.000 thì bà làm cho cả nước biết tên Mà kinh tế này chắc gì đã có người bỏ ra Một lúc đến 5.000 để làm việc không đâu thế Chẳng qua báo họ đăng vậy Cho người khác tưởng thật làm theo chứ ai lạ gì Bẩm me người ta có biên cả số măng đa Bịa sao được Người vô danh ấy mới đáng phục Rồi chàng nhắc mẹ À thưa me Lại còn hội đồng dựng dạ lữ viện ở Hải Phòng Cũng vừa viết giấy quyên tiền ban sáng Mẹ nên giúp một chút kẻo người ta kêu Bà Tùng biểu mồi Tao không hiểu chúng mày sao lại hèn nhát được như thế Kêu thì kêu cái gì mới được chứ Đem tiền làm những việc không đâu Tao không dạy thì nhà ta là đại gia ở ngay kề kề hải cảng Người ta có trọng người ta mới quyên Bà nghĩ ngợi rồi hỏi Cậu định cho độ bao nhiêu Báo đăng giả lữ viện đã làm xong Nay chỉ còn cần ít tiền để mua các thức dùng Và để chi tiêu sau này mà thôi Vậy con xin mẹ cũng 100 là ít Bà Tuần giật nảy mình Tròn cả mắt lẫn mồm Xua tay rối rít Ô gớm cậu làm như tiền là vỏ hến không bằng Thôi không cúng đồng nào nữa bẩm me nhiều ít me cũng nên cúng kẻo người ta cười cho cười ở mười cái răng làm việc gì mà tao hay con cháu tao không được hưởng thì tao không làm chẳng một trăm thì mẹ cho vài chục vậy thôi đi đừng sĩ diện hảo đang nói dở câu thì mắt nhìn ra ngoài bà tuần thấy anh vào bà vui vẻ vậy kìa cô đốc may quá mau một xít me mất mẻ trộm to Oanh không để tay vào lời của mẹ, mắt nàng như nặng triệu những vẻ đau đớn. Nàng vừa ngồi đã ôm mặt sụp sịt khóc. Bà Tuần và xanh chẳng hiểu sao, cùng ngạc nhiên và cùng thương hại. Oanh nói: "Bẩm mẹ, mẹ cứu con." Bà Tuần nghiêng cổ nhìn con gái như có ý hỏi. Oanh tiếp: "Chủ nợ nó đòi và dọa kiện nhà con." Bà Tuần co hai cẳng để ngang tay lên đầu gối đáp: "Mặt sát nó, thằng thẩm ở tù, bà mát ruột." Nhưng mà mất việc Cho nó biết thân Thấy mẹ sắc đá quá Xanh dịu dàng hỏi quanh Thế bây giờ cô về xin mẹ à Vâng mẹ không cho thì em khổ Xanh cười lạc Bà Tuần đập bàn tay xuống chiếu Thế mẹ chồng mày không lo cho chồng mày được à Cái gì khổ cũng chuốc vào cho tao Từ ngày mày đi lấy chồng Tao không lúc nào không phải lo nghĩ về mày Quanh đũng niệu Thì tại me chứ tại ai Xanh nói nhưng chủ nợ đòi thật Hay thậm nó nói dối để lấy tiền Thật hôm nọ nó đến thúc Em có được xem văn tự Vừa rồi nó lại đến Nhất định sáng mơ làm đơn kiện Xanh lãnh đạm Lạ quá Thế mà bà ấy với chú ấy không lo ngay từ hôm nọ Lại để nước đến chân mới nhảy Quanh chấm mắt Anh có biết đâu Để em đằng nhà mấy hôm nay chạy không thiếu chỗ nào Nhưng không được một xu nhỏ Thế chú đốc cũng vậy Rồi vì phải chửi phải mắng Nhà em y ra Báo rằng đành chịu ngồi tù vậy Bà Tuần và Xanh cảm động thở dài Mình đi chợ về Thấy cái nhà có vẻ buồn bã Nàng đứng cạnh để nghe chuyện Bà Tuần nhìn con gái đây Thế đến lúc này Nó còn hờ hững với mày nữa hay thôi Oanh lắc đầu chán nản Nhà con hối hận về sự chơi bời Mấy hôm nay chỉ khóc Và bảo với đẻ con rằng vì đã dại dột mà mắc nợ Thì tội đáng ngồi tù Nhà con không dám ân hận gì cả Minh cười đau đớn hỏi Thì ra chú ấy tuyệt vọng về tiền tài đến như thế à Quanh đáp Chị tính con đồng xu nào vả vay được ở đâu mà không tuyệt vọng Mình thương hại hỏi thử Tôi tưởng ít ra chú ấy cũng phải có một vài trăm để ra thì phải Hay cô không biết đó Hình như có Nhưng nhà em bảo món ấy giúp một người mà không nỡ đòi mình cảm động hỏi tội gì lại không đòi giúp ai cô có biết không không nhà em chỉ bảo rằng tiền ấy không thể mất được mà dù có mất cũng vui lòng không tiếc cho nên nhà em kể như không có món ấy mình sợ lộ nét mặt cảm động quá bèn đi vào bếp bà tuần hỏi khẽ hay là nó giúp cho hội kính nào sanh nhăn mặt thở dài chơi bời hư thân hư đời như nó thì còn gì là tâm huyết mà hội kính với hội hở Bà Tuần hỏi oanh Thế nó định thế nào Nhà con đành ngồi tù Mà ngồi tù thì Oanh nhắc lại rồi ôm mặt khóc nức khóc nở Mình lặng lặng lại ra hỏi Cô Đốc Cô không nên buồn chán quá Chú ấy có bụng tốt đối với người ta Thì chắc chú ấy không gặp vận hạn đâu Oanh vắt mũi tựa cầm vào đầu gối đáp Em chỉ biết rằng rồi em khổ Nhà em chữa nói ra Nhưng để em thì nhất định quy cả tội vào em để em bảo nhà em ngồi tù Thì cửa nhà tan nát Bà Tuần nghiến rằng À con mẹ ấy nó dọa Nó dọa nó bỏ mày phải không Được cho nó bỏ Oanh năn nì Con xin mẹ chớ nóng Nếu việc ấy mà đến thế thì Chỉ con là khổ mà thôi Việc gì mà khổ Biết thế thì ngày trước tao cứ gả mày cho thằng Trường cho xong Thì bây giờ mày cũng được làm bà huyện Oanh nhìn mẹ thở dài một lát nàng nói Nhà con hối hận lắm rồi Chắc lần này thì cạch đến già Chẳng dám chơi bời nữa Xanh gật đầu Có lẽ Mà xong việc này cô mới ở yên được với nhà ấy Nhưng từ khi cưới cô Mẹ đã tốn kém bao nhiêu rồi Bây giờ cô lại xin me nữa hay sao Oanh yên lặng không đáp Mình nhìn chồng Căm giận cái thói ích kỷ nhỏ nhen về tiền tài Nàng bèn nói Nhưng mà bỏ tiền ra để mua lấy sự hòa thuận của cô Và chú Đốc Tôi tưởng không phải vô ích Xanh lườm vợ Oanh nói Bà mẹ con xin mẹ lần này là lần cuối cùng Để con ghét bỏ con Nhà con hất hủi con Nhưng đến lúc thấy con mang lại được cái hạnh phúc của gia đình Đã mười mươi mất Thì quyết là phải hồi tâm nghĩ lại Bà Tuần biểu mồi Quyết Cô dám quyết như thế Vâng con quyết như thế Sanh nói gạt Nhưng phận ai người ấy có rồi Cô nói khó nghe lắm Và con muốn xin mẹ Thì chú ấy phải đến đây lại sức tráng ra chưa chắc mẹ đã cho nữa là bẩm mẹ định thế nào ạ? À? Bà Tuần đáp quả quyết: Cứ như tao thì tao để mà cho tan tành, nó bỏ thì mày về. Vẻ vui sướng hiện trên nét mặt xanh nhưng trái lại oanh khóc, thì con tự tử. Mình thở dài ái ngại nói đỡ: Bẩm mẹ mẹ nên thương cô đốc, Xanh lại lườm vợ và hỏi oanh: Thế chú ấy nợ ai và bao nhiêu? nợ có 400 nhà cự phú trên hàng nón. Sành đưa mắt nhìn mình nói khẽ. Đấy, 400 thì thành ngót 500. Quanh nói, vâng, 472 đồng. Xanh nói to. Thế là chết, dây với lão cự phú thì phải biết với nó. Mình thấy chồng xấu bụng, nàng bực mình lắm, bèn nói. Bẩm me, nhưng xanh cắt. Thôi, mở vào thổi cơm ăn xong, tôi còn phải đi nằng này mình ngậm ngùi đi lãng vào trong buồng để nghe cho rõ câu chuyện kết liễu ra làm sao nàng rất phục bụng thẩm đối với nàng phục thẩm bao nhiêu nàng lại càng giận chồng bấy nhiêu nàng đoán trước rằng dù bà tuần có muốn cho tiền oanh để trả nợ cho thẩm nhưng chồng nàng chắc không bằng lòng và độ này bà rất túng làm gì có được một lúc đến ngót 500 đồng bạc để cho oanh được nhà cự phú nàng cũng biết tiếng xưa nay là hay lật mặt thế thì thẩm hẳn trả yên được với nó nó kiện thẩm nó bỏ tù thẩm nó làm cho gia đình thẩm tan tành ấy thế mà món nợ ấy trả xong oanh sẽ được sung sướng nghĩ từng ấy điều nàng thở dài lắng tai nghe thấy tiếng oanh khóc lóc và chồng nàng cứ một mực khuyên ca mẹ mặc kệ nàng không đang tâm để cái cảnh bất bình ấy diễn ra mãi ở cạnh mình nàng bèn vào bếp và sai con sen ra mời oanh vào nàng hỏi oanh lữ thử vừa đến mình nói ngay Cô cứ yên tâm về Chú ấy không việc gì đâu Cô không phải lo một tí nào nữa Quanh chán nản lắc đầu Có mẹ, mẹ không bên Có anh, anh mặc kệ Em còn hy vọng nổi gì Không việc gì mà hết hy vọng Vì cô còn chị dâu Quanh lắc đầu như mỉa mai cái thế lực của cô chị dâu hợm Xong anh cũng ra ý nhã nhặn đáp Vâng, nếu chị có phép tiên Minh cười nói hai giờ chiều nay chú và cô ở nhà có người hẹn đến chơi đấy oanh cũng chẳng buồn hỏi xem người ấy là ai bèn gật đầu vâng người ấy đến để gặp nhà em và em lần cuối cùng thấy oanh thổ lộ những lời tuyệt vọng mình nước mắt chạy quanh nàng dục cô về đi cứ vui vẻ mà ăn cơm như thường không hơi đâu mà buồn vô ích rồi oanh ra nhà ngoài minh nhìn theo thở dài cái kết quả của việc làm của mình ngày hôm ấy thật là lạ lùng vào lúc hơn 2 giờ trong khi bà Tuần thấy mình đi vắng đâu đã lâu mà không xin phép bà. Bà tức giận và bắt sanh nại hờm nàng để khám xem có tan vật gì về việc ngoại tình hay không. Thì ở ngoài đường thẩm vào anh xuống xe, hớn hở chạy vào, cuốn quýt hỏi dồn. Bấm me, chị cả đâu, chị cả đâu, con không ngờ. Rồi anh móc túi lấy ra cái văn tự. Bà Tuần thấy anh hỏi chị cả càng giận, xong bà cũng ngạc nhiên. Oanh nói Chị cả cứu cả nhà con Chị ấy làm cho chúng con sạch nợ đoạn cảm động quá Anh ôm bà Tuần nức nở khóc Thẩm bẹn lẹn hỏi sanh Chị đâu anh Oanh nói Em không ngờ đâu nhà ta có phúc Được chị cả làm dâu Bà Tuần thấy quanh cứ khen minh hoài Bà hất quanh ra tức tối hỏi Thế nào Đầu đuôi ra làm sao Nhưng thưa me chị con đâu Nào tao biết được Thẩm bẹn lẹn nói Thưa me vì con trót dại dột chơi bời ăn tiêu vung phá không biết tiếc của nên một hôm chị cả đến đằng con nói khó với con rằng đóng giúp cho chị một bát họ con vẫn cảm cái bụng tốt của chị con nên vui lòng nhận lời đóng mỗi tháng hai chục rồi đến ngày dốc ống chị con đến nằn nì với con rằng trót tiêu hết cả tiền và xin con bằng lòng vậy con rất ân hận vì hôm ấy có hơi tỏ ý giận chị nhưng thấy chị con kể tình cảnh con tưởng thật con thương hại đành chịu vậy và cũng kể như không có món tiền 400 ấy Ngờ đâu chị con làm cách để dành tiền cho con Mà đến hôm nay chị con mới cho con hiểu Bà Tuần vẫn chưa hiểu cao mặt hỏi Thế chị ấy làm thế nào? Chị con lấy tiền của con đã đóng họ Đến nhà cự phú trang trải món nợ cho con Bà Tuần nghe chừng đã hiểu Ba gật đầu Oanh nói tiếp Thế mà chị con không ra mặt trả nợ cho nhà con Hai giờ hôm nay con thấy có đứa bé mang cái phong bì lại nhà con Trong có cái văn tự Xanh sung sướng Bà Tuần nói Nhưng lấy lẽ gì cô bảo là chị cả trả nợ Vì ban sáng chị con hẹn giờ ấy có người lại chơi Và bảo nhà con với con ở nhà đợi Và nhà con đóng được 480 đồng Thì trong phong bì có cái văn tự và tám đồng bạc Nhà con đoán là chị cả làm việc này chứ không ai Bà Tuần lặng người nghĩ ngợi Oanh hỏi Thưa mẹ chị con đi từ bao giờ Từ lúc một giờ Rồi bà hỏi nhỏ xanh Trong hòm nó có gì không Xanh móc túi lấy tờ giấy con ra Đưa mẹ Thưa mẹ có cái này Oanh ngạc nhiên rú lên Cuốn măng đa năm nghìn Chị ấy gửi cho ai Bà Tuần càng nghi ngờ Quái tiền đâu thế nhỉ Thẩm đưa mắt nhìn mẹ vợ Nhưng anh hiểu ý mẹ Chấp hai tay vái lấy vái để con lại me Mẹ đừng ngờ oan chị con Nhà ta ăn ở kém lắm Phải biết phục người ta mới được Thẩm nhìn kỹ mảnh giấy rồi cao mặt nói Số cuốn măng đa này Là số cái măng đa gửi cho hội đồng cứu tế vừa rồi Hay cũng chị ấy gửi đấy Cả nhà im lặng Xanh hớn hở lắm nhưng vẫn vờ đáp Không có lẽ Nhà tôi làm gì có tiền Thẩm chợt nghĩ ra Thôi phải rồi Báo đăng không biết ai được một số vạn Hay là chính chị ấy Giữa lúc hàng trăm câu hỏi đương vặn vẹo ốc mọi người Thì Minh về Nét mặt vui vẻ Quanh mừng rú chạy vội ra Vô lấy chị dâu nức nở khóc Nàng khóc rất to To đến nỗi không nói ra được tiếng nữa Mà bà Tuần, xanh và thẩm thì nước mắt chạy quanh Hết tập 7 Còn tiếp